Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, ý thức Chúa hiện diện là niềm ý thức trong đức tin mà mỗi Kitô hữu chúng ta với sự ý thức ấy luôn luôn thấy Chúa ở với mình, thấy Chúa ở bên cạnh mình, thấy Chúa trong cuộc đời mình. Vậy giờ đây xin mời tất cả anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Ý thức Chúa hiện diện. Trước hết đó là niềm vui tạ ơn. Kinh Tiền Tụng Chung thứ tư có một lời cầu nguyện rất hay: Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Chúa đâu có thiếu. Chúa là đấng giàu có, sự giàu có tuyệt đối, giàu có đúng nghĩa. Tất cả mọi sự đều tốt lành, tất cả mọi ân ban, mọi lợi ích của thụ tạo dù vật chất hay tinh thần đều xuất phát từ Chúa. Chúa là nguồn gốc và cùng đích của toàn bộ tạo thành. Do vậy, tạ ơn Chúa đâu phải là bù đắp cho Chúa điều gì, nhưng là chính chúng ta được. Ta được cứu độ ngay chính lúc mình tạ ơn. Ta đạt niềm vui trọn vẹn ngay chính việc ta tạ ơn mà mình dâng lên Chúa. Ta càng thắt chặt với Chúa hơn ngay trong niềm vui tạ ơn ấy. Chúng ta đã nhận lãnh tình yêu của Chúa cả khi bản thân còn quên hay chưa tạ ơn Chúa. Chúa trao ban tất cả. Chúa đâu chờ đợi lòng biết ơn. Và niềm vui tạ ơn ngoài ơn cứu độ của Chúa còn mang lại cho ta cuộc sống bình an, tự tin, hạnh phúc ngay ở cõi đời này. Niềm vui tạ ơn, niềm vui cảm nhận phúc lành của Chúa là điều mà tướng Na-a-man người Syria đã đạt được. Ông bị phong và được chữa lành. Ông trở lại tạ ơn Chúa. Ông xin một ít đất ở Israel, miền đất Chúa chúc lành, miền đất mà từ ngàn xưa Chúa hứa ban cho Israel, và nay Israel đã tận hưởng về lập bàn thờ, để trên bàn thờ nói lên lòng biết ơn Chúa. Đó cũng là niềm vui tạ ơn mà người Samari, một trong 10 người được Chúa chữa lành bệnh phong, quay trở lại lớn tiếng chúc tụng tạ ơn Chúa. Anh quỳ xuống dưới chân Chúa mà thờ lại. Lòng biết ơn của anh được Chúa chấp nhận, xác nhận và khen ngợi. Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Phần chúng ta, hãy để niềm vui tạ ơn mà những nhân vật thánh kinh thể hiện tràn trề vào cõi lòng của chúng ta. Hãy sống đức tin, hãy sống lòng biết ơn Chúa bằng ý thức luôn luôn, ý thức không bao giờ ngơi nghỉ, Chúa luôn hiện diện. Cuối cùng, ý thức Chúa hiện diện. Ta đã dẫn các ngươi 40 năm trong sa mạc
mà áo các ngươi mặc đã không rách, dép chân các ngươi đi đã không mòn. Của ăn các ngươi không phải là bánh, thức uống các ngươi không phải là rượu và đồ uống có men, để các ngươi biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Trích sách Đệ Nhị Luật. Hay, hãy nghe tiếng ta thì ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi sẽ là dân của ta. Hãy bước theo mọi đường lối ta truyền dạy để các ngươi được hạnh phúc. Trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Hoặc là, từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai Cập tới nay, ngày này qua ngày khác, ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của ta là các ngôn sứ đến với chúng. Trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô. Đừng sợ, ta là đầu và là cuối, ta là Đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Trích sách Khải Huyền. Kính thưa ông bà anh chị em, những lời đầy yêu thương an ủi như thế chúng ta vô cùng dễ dàng tìm thấy trong cả cuốn Kinh Thánh, bất kể là Cựu hay Tân Ước. Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã là Thiên Chúa thích hiện diện. Người ở cùng chúng ta, Người kêu gọi chúng ta, Người tuyển chọn chúng ta, Người sống trong chúng ta, Người dắt dìu chúng ta, Người che chở chúng ta, Người thánh hiến chúng ta cho Người, Người không ngừng cứu độ chúng ta. Không thể kể hết mọi điều Thiên Chúa vì lòng xót thương luôn ham thích hiện diện và giáng mọi ơn, trao mọi tặng phẩm trên cuộc đời mỗi con người. Suy niệm về cảm nhận lời Thiên Chúa để ngày qua ngày chúng ta sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa bằng cách ý thức luôn Chúa đang hiện diện nơi chúng ta, dù bất kỳ tình trạng nào, phức tạp nhất, kịch tính nhất hay thoải mái nhất, vui tươi nhất, Chúa luôn có đó, luôn ân cần, luôn từ tâm, luôn thông chia, luôn đôn hậu, luôn là khiên che thuẫn đỡ. Thấy Chúa luôn hiện diện để trong thương đau sẽ không ngã lòng, trong vui tươi không quên nhiệm vụ, trong từng ngày lặng lẽ trôi sẽ thấy niềm vui phục vụ, trong sự bị hiểu lầm luôn trọn niềm tín thác, trong khi bị chống đối sẽ nhận ra khuôn mặt dịu dàng của Chúa, trong cám dỗ sẽ chống trả vững vàng, trong sự bị đốn ngã do tội sẽ mạnh mẽ đứng lên, trong mọi cái nhìn sẽ là những cái nhìn thánh thiện, trong mọi bận biểu sẽ tận hưởng niềm vui dâng hiến, trong lúc giải lao sẽ nhận ra ơn Chúa phủ đầy, trong giờ cầu nguyện sẽ thêm yêu mến, trong giờ làm việc sẽ thêm hăng say, trong nỗi cô đơn sẽ nhận ra Chúa đồng hành, trong bệnh tật sẽ thấy Chúa là sức sống, trong những thổn thức giữa những bi hài của cuộc đời sẽ cảm nhận tình yêu quan phòng của Chúa. Cảm nhận Chúa hiện diện là phương thế tốt để sống lòng biết ơn Chúa. Ý thức Chúa luôn hiện diện là cách khám phá không ngừng lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta lớn không thể nói hết. Hãy ý thức Chúa luôn hiện diện, hãy sống niềm vui Chúa hiện diện. Nhờ đó cuộc đời ta từng giây từng phút sẽ chạm đến lòng Chúa, sẽ tận hưởng tình yêu của Chúa, sẽ sở hữu lòng thương xót vô biên của Chúa, sẽ hòa nhập nơi trái tim giàu nhân nghĩa của Chúa,
nhờ đó ta được Chúa thay đổi số phận của ta. Hãy ý thức Chúa luôn hiện diện để cảm tạ Chúa không ngừng, để càng ngày càng tiến tới ơn cứu độ Chúa ban cách chắc chắn hơn, hiệu quả hơn. Vì được cảm tạ Chúa là hồng ân, nhờ cảm tạ Chúa mà chính sự cảm tạ mang ơn cứu độ cho ta. Amen.